Dự án đầy tâm huyết của đạo diễn Mai Thế Hiệp, phim điện ảnh Thạch Thảo vừa tổ chức buổi họp báo giao lưu với đoàn làm phim và các diễn viên vào tuần qua. Đồng thời bộ phim Đậm chất thanh xuân này cũng vừa mới tung trailer đầu tiên, giới thiệu những thước phim vui nhộn, hài hước với đủ trò nghịch ngợm trốn học đường, nhưng qua đó cũng hé lộ nhiều câu chuyện ly kỳ, kịch tính và gây cấn đằng sau những bí mật của nhân vật Thảo. Trước hết, Mai Thế Hiệp xin được gửi lời chào đến khán giả của Gia One TV. Bộ phim Thạch Thảo này thì Hiệp cũng ấp ủ khá lâu, và vì những cái có những cái bức xúc của trong cuộc sống, trong xã hội, và mình muốn chia sẻ đến với mọi người, cho nên là Mai Thế Hiệp cùng với các anh em đã ấp ủ và thực hiện cái bộ phim Thạch Thảo này. Thì đây là một bộ phim về các em ở lứa tuổi kêu là vị thành niên, lứa tuổi học sinh 17-18 tuổi. Thì đối với các em thì trong cái giai đoạn này, kiểu như là nhỏ thì không còn nhỏ nữa, nhưng mà đã hoàn thành lớn thì cũng chưa lớn, nó đang ở ngấp ngưỡng cái cửa trưởng thành đó, nên nó có rất là nhiều những cái trăn trở, những cái băn khoăn, cũng như là những cái tâm lý nó rất là có nhiều cái sự dao động rất là phức tạp. Cho nên là Mai Thế Hiệp hy vọng rằng bộ phim Thạch Thảo này cũng sẽ góp một cái phần nào đó để giúp đỡ các em, cũng như là chia sẻ với các em trong một cái quá trình mà chuẩn bị trở thành những người lớn, những người công dân của xã hội. Đoạn trailer chỉ vỏn vẹn có 2 phút 5 giây, nhưng đạo diễn Mai Thế Hiệp đã khéo léo giới thiệu đầy đủ những danh lam thắng cảnh, địa danh nổi tiếng của tỉnh Kon Tum. Bên cạnh câu chuyện hóm hỉnh đáng yêu là những trò nghịch ngợm nhất quỷ nhì ma của lứa tuổi học trò, Thạch Thảo còn khơi gợi những bí mật được giấu đằng sau sự trầm tư, ít nói của nhân vật Thảo do diễn viên Bích Ngọc thủ vai. Ngoài những bí mật được Thảo giấu kín ở trốn học đường, Thạch lại vô tình phát hiện thêm nhiều bí mật mới đã được giấu kín, chôn trong rừng sâu trong suốt bao năm qua. Những chuyến đi dã ngoại với nhóm bạn cùng lớp gồm Thảo do diễn viên Bích Ngọc đóng, Trưởng lớp Kiên do diễn viên Lâm Anh Quốc thủ vai, Arok diễn viên Anh Tú đóng và Tuần Ú do diễn viên Kush thủ vai. Đặc biệt là tại vì mình làm bộ phim về lứa tuổi của các em học trò, cho nên là các diễn viên ở trong phim này đa số đều là các em ở lứa tuổi của học trò 17-18 tuổi. Khi mà bắt đầu làm bộ phim thì mọi người cũng rất là lo lắng, tại vì các em còn khá trẻ, cho nên là cũng không biết rằng là cái sự diễn xuất cũng như cái kinh nghiệm của các em có đủ hay không, và có thể tải được những cái nội dung của bộ phim hay không. Thì lúc đầu thì Mai Thế Hiệp cũng rất là lo lắng, nhưng mà sau cái quá trình giống như là huấn luyện cũng đã được training khá nhiều của các em, và sau đến bây giờ thì bộ phim nó cũng đã 70-80% thành hình rồi, thì xem lại kết quả thì bản thân Hiệp rất là hài lòng. Cảm xúc của mình khi mà nhận vai chính của bộ phim này đó là khá hồi hộp. Tại vì đây cũng là dự án điện ảnh đầu tiên mà mình tham gia với vai trò là diễn viên chính, nên là thật ra là kinh nghiệm của mình còn khá là ít, nhưng mà may là trong quá trình để luyện tập để có chuyên cho bộ phim này thì mình đã được các anh chị dạy rất là nhiều. Trong buổi họp báo, khi được hỏi lý do vì sao chọn bối cảnh Kon Tum để viết lên câu chuyện Thạch Thảo, đạo diễn Mai Thế Hiệp đã thẳng thắn chia sẻ Kon Tum mang nhiều màu sắc của một thành phố năng động hiện đại, nhưng vẫn còn lưu giữ nhiều nét đặc trưng của vùng núi Tây Nguyên. Bối cảnh nơi đây giúp anh có thể khai thác được nhiều góc máy đẹp, điều đó cũng giúp cho khán giả có thêm cảm xúc khi xem phim. Tại sao chọn Mai Ngô vào trong dự án Thạch Thảo thì cái vai này Hiệp cũng đã consider, cũng đã lựa chọn khá nhiều diễn viên để vào vai một cái cô giáo người đồng bào. Thì sau khi cái vòng casting thì mình thấy rằng là Mai Ngô rất là thích hợp. Thứ nhất là về cái ngoại hình của Mai Ngô thì khá thích hợp với một cô giáo miền đồng bào. Đồng thời cái phần diễn xuất của Mai Ngô thì cũng nó có những cái nét duyên rất là tiềm ẩn mà nó sẽ được bộc lộ trong Thạch Thảo. Đối với Thạch Thảo thì đây là một cái lời mời rất là bất ngờ sau mà một thời gian dài Mai không có hoạt động nghệ thuật. Và đến với cái cơ duyên này thì đối với Mai thì riêng Mai thấy đây là một cái sản phẩm rất là hay, cũng giống như ý nghĩa, có thể gọi là một sản phẩm, một bộ phim rất là đẹp thời đi học. Và mình nghĩ là vai diễn cô Mai Ngô cũng rất là thích hợp với mình, cũng là một cái cơ hội để mình có thể gọi là bước trở lại với lại điện ảnh, bằng điện ảnh có thể gọi là tham gia hoạt động trở lại.
Thạch Thảo là một bộ phim điện ảnh dành cho giới trẻ. Phim đề cao những giá trị nhân văn trong cuộc sống như tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, thầy trò và cả tình yêu đôi lứa. Phim hứa hẹn thu hút bởi nội dung kịch bản đầy hài hước, hấp dẫn và không kém phần kịch tính. Thạch Thảo dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 16 tháng 11 năm 2018.